chúng ta đang nói tới chính thiền, chúng ta đang nói tới sự văn minh của dòng lịch sử cổ đại. Tuy là kiến thức hơi sâu xa, quý vị chưa từng nắm bắt, nhưng cũng có thể để tham khảo thêm. Thông thường thì kiến thức trong đạo sẽ ít, nhưng tôi muốn mở rộng thêm cho quý vị thấy được. Ngoài ra thì chúng ta cũng thấy được có sự văn minh của các văn minh, để chúng ta mở rộng thêm kiến thức, để biết được và nắm được. Có sự hành trình mà các nền văn minh tiến triển trải qua những giai đoạn thăng trầm như vậy. Thăng trầm là gì? Thăng trầm chính là sự bước tiến, từng bước nhảy giọt, từng bước nhảy giọt. Mà chúng ta trong đạo Phật chúng ta, trong nhà Phật của chúng ta gọi là công phu đấy, công phu gọi là thăng trầm. Như vậy thì sự thăng trầm này đánh dấu quá trình mà quý vị biết được và thấy được. Chúng ta thấy được trong cái sự bi ai đó, bi thương đó, sự chết chóc như vậy, chiến tranh như vậy, điều nói lên sự nhân ái chưa được hình thành. Nếu chúng ta phân tích kỹ thì chúng ta thấy chưa nhân ái chưa hình thành, vì họ ban đơn, họ có phải đề phòng cái mạnh hơn tấn công vào đó. Họ ngủ nhưng mà họ vẫn phải đề phòng, xây dựng kinh thành, nhưng mà kinh thành phải chặt cửa, đóng then cài chốt, chặt cửa mà sợ đang nửa đêm ngủ thì quân lính tràn vào để đánh họ. Như vậy thì chúng ta thấy sự vận dụng ở đây, chúng ta thấy không có nhân ái, chúng ta thêm thấy biết ái ở đây không có nhân ái. Tôi nhớ lại hôm ở thành Troy, vừa con ngựa quân lính của La Mã, lớn của Ma Mã dùng, bị quân địch họ dùng con ngựa khổng lồ để nó nắp vào đó, vì họ dùng chiến thuật là đánh rồi chạy bỏ lại ngựa. Nhưng mà ngựa này là ngựa gỗ mà ngựa to lắm, ngựa to đã đi vào đó nắp vào đó, thì quân bên kia mới thấy được là họ chạy rồi, mình thắng rồi. Họ đem ngựa vào, họ bỏ trong doanh trại thì nửa đêm quỳ là thắng nên vui mừng uống rượu bia. Mà đạo Phật của chúng ta là không được uống rượu bia, nên vì vậy mà họ uống rượu bia xong rồi họ ngủ thì quân lính trong ngựa gỗ chạy ra, là quân bên địch, bên địch nhảy ra sát hại họ. Vì say rượu rồi thì không còn đủ sức chống cự, vì sát hại toàn bộ doanh trại, toàn bộ quân địch, toàn bộ tiêu diệt hết. Như vậy mới thấy chiến thắng chưa hẳn là chiến thắng đó, mới thấy là có và không, chưa đừng bao giờ nghĩ rằng là có mà cũng đừng bao giờ bi thương gọi là không.
có và không luôn lẫn lộn, có mối quan hệ mật thiết với nhau, đối lập nhau, có không, không có, không có rồi có không. Tiếp theo, cũng trở lại vấn đề này thì ở thời Trung cổ đại, ở thời Trung cổ đại thì cũng chiến thuật này áp dụng, chiến thuật này áp dụng. Tôi nghĩ rằng vì sao họ lại cũng bị chiến thuật áp dụng trùng lặp đến như vậy? Đây có phải chăng là sự tích của lịch sử không để lại nhiều, nên tất cả các quân lính từ tướng lĩnh không nhìn thấy được. Tướng lĩnh ba quân là phải nhìn thấy được điều này, không phải nhìn thấy được điều này, nhưng họ không nhìn thấy được, họ cũng bị sao? Vì sự mai phục như vậy, mai phục đó là gọi là dùng hạ sách để mai phục. Nhưng mà người xưa họ không có công, không còn nhân nghĩa, thì dù bất cứ là hạ sách gì họ cũng có thể làm để mong cầu là sự chiến thắng mà thôi, không? Nhưng họ dùng cách đó. Thời cổ trung đại lại tiếp tục có trường hợp đã xảy ra, đây là điều đáng tiếc nhất trong lịch sử nhân loại của chúng ta, loài người chúng ta. Rào nhà Phật học là nhà Phật, nhà trong nhà Phật của chúng ta thì không nên chúng ta hiểu được, chúng ta có thể ban bố để chúng ta có thể cho sự thấy khi nên dùng những chiến thuật mà hại người đến như vậy, thì chúng ta ngay lập tức chúng ta hiểu ra và chúng ta không bị dính mắt. Ngày nay với trình độ khoa học kỹ thuật rồi thì họ không dùng cách đó nữa, họ dùng cách khác. Như vậy thì đối với chiến lược quân sự thì chúng ta không nên bàn tới nhiều, chúng ta chỉ nghe để hiểu, để nắm bắt thôi. Còn vấn đề đi sâu vào chi tiết thì chúng ta không nên nắm bắt nhiều. Chúng ta chỉ hiểu được quá trình giai đoạn của các thời kỳ là đủ, để có thêm nguồn kiến thức mà chúng ta tiếp cận. Chúng ta hiểu được thế giới văn minh lịch sử loài người của chúng ta, lịch sử cổ đại của chúng ta được hình thành, lịch sử hình thành và phát triển luôn luôn là một bước tiến. Từ đó mà chúng ta mới có thể hiểu được, liễu ngộ được, kế thừa được, và điều quan trọng nhất là chân thừa được. Như vậy, chân thừa chính là chân học thừa kế. Cho nên sự chân thật này là vĩnh viễn, là trường tồn, nên mới gọi là y giáo phụng hành, y bất động.